chọn biểu tượng may mắn. Các bạn hãy chọn gợi ý. Chúng tôi chọn gợi ý là trợ lý của dạ. Trợ lý của dạ. Xin mời gợi ý. Cá cần có nước, chim cần phải bay, hoa cũng cần có ánh mặt trời, còn em thì cần anh, em vắng anh trên đời thì còn gì vui. Hôm nay chị buồn người chị thương, nay đã yêu thương chăm lo người khác mất rồi. Ảnh đi vẫn ở đó nhưng mà có như không có mà thôi, chị phải buông tay thôi. Cảm ơn trợ lý. Ừ thì là có như không. Với đáp án vừa rồi thì đội Trân Trân đã mất luôn điểm cược. Đội Trân Quý, các bạn được quyền trả lời. Bài này mà cũng không biết nữa. Ôi, anh chị hát được mà chị không biết bài này. Bài này có tên là Không Có Mà Nói Có là sai rồi. Tên bài hát đó. Thì đấy, sai rồi. Còn với bài hát đầu tiên thì cả hai đội không đội nào ghi điểm hết. Tên bài hát chính xác đó chính là Có Như Không Có. Xin mời hai đội hát tặng cho khán giả. Wow. Sau đây xin mời quý vị các bạn đến với bài hát Có Như Không Có. Ừ thì đã có, nhưng có như không mà thôi. Có như không vậy thôi. Anh chăm lo người ta mất rồi. Thật lòng nhiều lúc em nhớ đến anh ngày xưa. Anh biết anh mất gì chưa. Anh của ngày xưa đâu mất, ngày chưa đâu nhân. Hay quá. Xin lỗi Hiền Hồn. Hay quá. Hai đội về chỗ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bài hát thứ hai. Cái lều là đồ vật gợi ý cho bài hát thứ hai. Đội Chân Quý sẽ sử dụng biểu tượng may mắn gược hết số điểm mình có. Nhiêu vậy? Dạ, không điểm. Không được cược nha. Và thế, hồi nãy thì với bài hát đầu tiên các bạn đã chọn gợi ý đó là trợ lý của tôi. Thế chị gợi ý này đó chính là tôi. Và bây giờ là gợi ý. Bài gì mà liên quan tới cái lều đó? Bài lý tưởng á. Xích ra. Gì vậy chị? Cho dạ gần phát thêm chút xíu nữa. Hết gợi ý. Mời đội Trân Trân. À, bài hát mang tên là Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa. Yeah. Chính xác. Mời đội Trân Trân biểu diễn bài hát của mình. Minh Họa đâu? Yêu là như thế, dù là sai thế nào vẫn cứ yêu thôi, và yêu đến khi tàn hơi. Bao lần đã cố nhủ lòng phải quên đi, mà tim ơi sao mềm dòng máu nóng để yêu anh. Sáng mai ở lại bên tôi đừng tan nhanh, ngày mai thức giấc thấy giữa lòng ngừng là hình bóng ấy. Nắm tay em đừng để em đi, đừng để em đi, lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu. Bình yên ở đây, ở đây chẳng đâu xa vời. Trong máu đau để yêu anh, giấc mơ ở lại bên tôi, bình yên ở đây, ở đây chẳng thể rời xa. Mà dặn cái minh họa là giật đồ. Bớt đứng ngoài đường hát đưa nhớ cho cái này đi. Mấy điểm? Hát này có thể để tay thế này, hát này trái tim em. Ủa? Ca sĩ? Em có để ý không? Mấy ca sĩ ha, người ta đeo vàng như nè. Cái ta hát ta cứ vậy nè. Đấy là trên sân khấu, đây là chị đang hát bối cảnh công viên mà. Giờ chị phải đưa vàng trái tim em ra dòng máu nóng ra công viên coi. Mất liền. Rồi được rồi. Coi gì? Được rồi, nói chung là mình hát quá hay quá, minh họa quá hấp chung tình cảm á. Có điểm không? Có điểm. Có điểm. Yeah. Xin được cảm ơn giọng hát rất ngọt ngào của Khải Như. 30 giây bắt đầu.
hết giờ. Mời Lê Dương Bảo Lâm. Em nè. Vui không? 30 giây truyền đạt bắt đầu. Vô. Sáng thức dậy làm gì? Trời đẹp quá phải đi ra ngoài. Ôi vậy thì đi lộn đổ rác, lộn mèo đi đổ rác thì mặc đồ đẹp phải đẹp. Ôi mèo đẹp cứu hồn. Phá đi phá đi. Sáng thức dậy làm gì? Sáng thức dậy trời đẹp, lộn mèo đi đổ rác, đi đổ rác cũng phải đẹp, mèo đẹp cứu hồn. Chưa tới xong mà. Ghê vậy. Như đó đủ rồi. 30 giây bắt đầu. Để pha đời thấy tự tin lắm. Coi hết bảng đi. Coi hết bảng đi. Hết giờ. Hết giờ. Ủa Lâm sao em ngang ngược vậy? Chị mới kể có 3 tấm hình, 4 tấm hình à. Rồi đó là đủ rồi. Đủ thắng rồi. Thôi ơi. Sáng thức dậy làm gì? Yeah. À đúng rồi. Cái gì á? Sai rồi. Mày đặt chương hết, nghe hết 30 giây. Ủa sao tự tin lắm mà. Sáng thức dậy trời đẹp. Anh ngày thích đẹp trời để ra ngoài hả? Ừ, nhưng mà mình cũng hơn đội người ta. Hơn chứ. Mình được điểm rồi. Rồi. Đó, và bây giờ là cơ hội ghi thêm điểm của mình. Rồi bây giờ chị sẽ mở ra hết cho khán giả xem ha. Đây. Mời tấm thẻ nghịch ngợm của đội Trân Quý. Rồi. Không biết cái gì. Anh biết. Cái gì vậy? Cái gì đây vậy? Là tấm thẻ nghịch ngợm của đội Trân Quý. Wow. Nó là gì vậy nhỉ? Xin mời câu chuyện của đội Trân Trân. Một ngày nọ thứ hai đầu tuần, Khá Như mặc đồ đẹp để đổ rác. Đổ rác xong gặp sát một con voi. Bên con voi kế con gà. Lúc đó đằng xa xa có một ngọn núi cao. Ông mặt trời ông ánh tỏ nắng hai mẹ con. Bóng con và bóng mẹ bước tung tăng trên đường. Rồi. Nói rồi. Sao câu chuyện này có rút ra được ý nghĩa bài học gì không? Đó là sáng sớm á, muốn đi đổ rác thì mặc đồ thường thôi. Không có ý nghĩa cái... nha, câu chuyện này không có ý nghĩa nha. Kể sai cái tấm hình rồi, của tụi em rồi. Lâm đã sai ngay từ cái bản đầu tiên. Đầu óc giờ không nhớ gì á. Và với một cái câu chuyện hết sức ý nghĩa như vậy của đội Trân Trân thì đội các bạn số điểm ban đầu là 1. Sai. Sai rồi. Cho nên là chia đôi. Chỉ còn nửa điểm thôi. Xin chúc mừng. Ủa kỳ vậy. Nhưng mà đừng buồn, bởi vì mình cũng đã hơn đội bạn được nửa điểm. Có buồn gì đâu.